Anh ơi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Trang không anh? Thì các bạn thấy đây khung cảnh rất là đẹp luôn các bạn ạ. Kiểu như ở đây mình muốn quay vlog mỗi ngày như vậy đó, nhưng mà chắc là không có điều kiện rồi. Hôm nay là một ngày mình đến Mũi Né chơi, và hôm nay trời mưa bão bùng ở ngoài kia, các bạn có thể thấy là cái lâu đèn nó chớp chớp, mà như giờ chắc hết chớp rồi nên là cũng rất là đỡ. Thì hôm nay thì không phải là mình ngồi làm cái vlog này để mình quay cái việc là mình đi chơi Mũi Né đâu các bạn ạ. Hôm nay thì mình có một cái chuyện muốn tâm sự với các bạn, và chính là các bạn cũng biết là có mấy lần trước mình có khoe với các bạn, cũng có share cho các bạn một cái hình, đó chính là hình mình bị đập mũi đấy, bị gãy mũi. Là lý do là tại vì hồi đó mình đang ở nhà mình, xong rồi đang đi phơi đồ các bạn, thì những cái con nhỏ nhà hàng xóm cái bên nó mở cửa ra cái đùng một cái, xong tập một cái mũi người phải đùng, trời ơi rất là đau luôn các anh chị em ạ, và báo mũi chạy bê bết luôn các bạn. Thì khi mà như vậy đó thì mình cũng trời ơi không biết phải làm sao luôn. Nhưng mà sau đó mình đi bác sĩ mới bảo rằng là cái vết thương đó là vết thương mà mình đập vô lại cái vết thương cũ của mình, là hồi bé mình cũng bị tai nạn một lần ngay cái đầu mũi như thế này rồi, cho nên bị chấn thương, gọi là chấn thương đầu mũi đi, cái nó sang sang thôi chứ mình chẳng biết tên là cái gì hết. Thì bác sĩ mới bảo là để phẫu thuật cái đầu mũi như vậy tiền rất là tốn, rất là cao. Thế nên là qua bao nhiêu ngày thì mình đã suy nghĩ rất là nhiều, và thực sự mình cũng chẳng có tiền để mà sửa mũi. Nhưng mà các bạn cũng biết rồi đó, bị như vậy này các bạn, cái mũi mình nó bị liên tục cái triệu chứng là cứ như là chó hít tích, với lại lâu lâu mình hay bị gọi là máu, các bạn biết không, máu nó cứ lâu lâu nó bị tuôn ra, bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi, và tình trạng nó rất là đau, nên mình rất là khó chịu với con nhĩ dơi này, ghê quá, nó bay hoài, chim hay con dơi ta, tôi kể đi. Rồi thì đó, thì bao nhiêu cái triệu chứng như vậy đó thì bác sĩ kêu là phải phẫu thuật, môi sau này sẽ để lại nhiều di chứng. Thì thật sự là ở bên hàng cái số tiền để phẫu thuật như vậy cũng rất là mắc. Việt Nam thì mình cũng không có dám tin tưởng, tại vì lần trước mình làm ở Việt Nam cái bệnh viện mà để mình tai nạn lần trước đó thì nó cũng không có gọi là tốt lắm, cho nên mình rất là sợ ở Việt Nam. Thế nên là cuối cùng thì cái điều mình muốn nhắn nhủ và tâm sự với mọi người, đây là một cái vlog hỏi ý kiến như là xin phép mọi người, chính là các bạn ơi cho mình đi sửa mũi nha. Tại vì có một cái trung tâm thẩm mỹ ấy, họ có liên lạc với mình và họ nói là họ sẽ chữa trị cho mình cái mũi, và thông qua đó thì họ sẽ làm cho mình đẹp lên luôn, tức là như làm mẫu đó các bạn, làm mẫu để sửa mũi đó. Thì người ta nói là mình có thể sẽ thay đổi cái khuôn hình mũi mình chút xíu, cho nên có lẽ mình sẽ khác với mình một chút bây giờ nếu mà mình nhận cái phẫu thuật đó. Cho nên là mình làm cái vlog này để mà gọi là xin phép mọi người, đó là cho mình được sửa mũi nha các bạn. Thì thật sự mình biết là các bạn chắc là các bạn thích mình chủ yếu là do cái tính cách của mình, như là do những cái câu chuyện mình kể, hoặc là do những cái gì mà mình chia sẻ với mọi người đó, thì mọi người yêu thích những cái đó nên là mọi người mới theo dõi mình. Chứ thật sự mình thấy mình cũng rất là xấu, mình chẳng đẹp trai hay là cái gì, đẹp trai hay là cái gì hết, nên là coi như là qua cái lần này là lần gọi là mình xin phép mọi người cho mình được nha. Và nếu lỡ mà có đẹp hay xấu hơn á hay gì đi chăng nữa thì cũng hy vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ mình như bây giờ, ok. Và cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi mình suốt thời gian qua, và nếu mình có đi sửa mũi thì mình sẽ quay vlog cho mọi người xem luôn, ok nhé mọi người. Và vlog ngày hôm nay đến đây kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã xem vlog ngày hôm nay, bye. À quên, cái này không phải là vlog cái này chỉ là cái tâm sự mộng thôi, bye đi mọi người, yo anh quá.